Em xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại với kênh Kiều Phán đó. Hôm nay là ngày 1 tháng 8. 1 tháng 8, lúc bây giờ là hơn 7 giờ rồi. Cái gì ấy? Lợn à? Lợn thôi. Chó đây. Con gì ấy? Cắp chờ. Con chờ lại. Ờ, tiền con chó này ấy. Con chó này lại rồi. 500 ạ. Có tiền này chị. Này đi chợ sớm. Sớm hơn mọi khi. Có tiền cơ. Chiều hai. Chiều hai con chó. Con này cũng được. Lông thì được. Lông được mặt. Nhưng mà cái mõm đen xì. Mấy đứa lớn lên xấu lắm. Ui đốm nữa nhiều chưa? Đốm nhiều đấy. Đốm nhiều. Nhiều mà cái mồm đen quá. Ừ mấy đứa đen. À đây con cọc. Cọc đẹp chưa? Cọc dáng đứng đẹp thế này. Nhìn cái dáng là ok rồi, nhưng mà chưa kiểm tra cái đuôi ra. Mõ như là tiếc cái mõm đen. Xem cứ từ từ. Đốm lưỡi. Bao bao tiền anh? Con lên 700. 700. 700. Đuôi chuẩn. 700 đẹp đấy, được đấy. Chó cỏ này. Đây là con gà tôi bé. Đây là khu vực bán gà này. Nhiều. Chợ vẫn hoạt động bình thường nhé. Đây gà, gà bản đấy. Mèo 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 mèo. Con mèo này. Có tiền cơ, có tiền con đấy cơ. 7 triệu. Đấy 7 triệu con này à? Rồi. Xem nào. Kinh, 7 triệu con này. Được hai cái. Nó có xù đâu. Này. Chó đỏ bình thường này. Con phong thủy này đòi 7 triệu này. Đấy, một cô người Mông có bán con này 7 triệu. Con lông mồm. Lông mồm, lông mồm. Đây này, lông mồm này. Mấy đứa cái lông này nó phai nó nhạt, mấy đứa lớn này này, cái bầu này này. Đấy. Cái này là cái này. Đẹp hết. Người nó mới nhớ người nó không xù mấy đâu. Được cái lông mồm như thôi. 7 triệu. 7 triệu. Cọc ta cục. Anh. Cháu của anh à? Cháu của Cao Văn Thượng. Trắng tuần trước này.
trứng bụt này đẹp thế này, lông đẹp, trắng hay lông hơi kém. Đi một vòng này, một vòng cho mọi người ngắm trước. Ôi, đàn chó đẹp chưa này? Đàn trắng này này. Chào Hữu Mãn, chào mọi người. Chào mọi người nhá. Đàn sù đẹp thế này. Lông là ok. Con này lông hơi kém tí này. Có khay nước dưới đây của ai này? Nó bị hơi bị ướt nhỉ, nó chắc là mới ở đâu vậy? Có khay nước này ra này, cu này. Bỏ khay nước ra cho nó đỡ bị ướt. Không, bỏ ra đổ xong lại cho vào. À đây có con sù này, con sù đỏ. À vàng, không phải vàng cháy, không phải sù đỏ. Con này ra trước nó ra rồi. Đực. Đực này không, đực lông như này không đạt này. Con đực vàng này bao tiền? 8 triệu ạ. 8 triệu con đực vàng này. Con đen bao tiền? Hả? Con đen bao tiền? Con đen này 3 triệu đấy. Cái hay đực? Đực ạ. Được hết. Ôi, con này ghê gớm thế này. Đấy, bé tí mà ghê gớm này. Ghê gớm thế này. À. Mày ghê gớm à? Đấy, nó đi vòng quay một vòng cho mọi người xem nhé. Tí em tiếp tục, mọi người cứ theo dõi em tiếp, tí em có tiếp tục chợ sớm mà 9-10 giờ chó mới ra hết được. Cái đàn này tí sẽ hỏi xem bao tiền một con trắng. À đi ngó chợ lợn tí nào nhở. Đây đây, lợn này. Lợn này, lợn toàn lợn dưới xuôi lên nhá. Đây này, toàn lợn dưới xuôi lên này, nhìn này. Đấy, nhìn tiếp này này. Đấy, như cái lợn, con lợn bản này này. Cây này, con lợn bản này. Đấy, nhìn cái mõm nó vừa mới ăn, ăn toàn cỏ này. Lợn bản với lợn xuôi mình phân biệt được ngay. Đây, tất cả những lợn này này. Đây này, 1, 2, 3, 4 cái lồng này. Lợn dưới xuôi lên hết này. Đây con lợn này, lợn bản này. Đây. Con này bản này. Con này cũng bản này. Nói chung là mình ở đây mình biết ngay con nào là lợn xuôi, con nào là lợn bản biết. Chợ chó đang ra. Người mới ra con này. Dắt cho đứng lên cu. Đực con này đực. Với túc mày hoa. Nhưng mà con này thấp này. Thấp bé này. Dạng như chó cảnh. Kiểu kiểu như lai chó cảnh. Lông lái thì ok tốt. Nhưng mà con này thấp chó. Lông lái đẹp lắm. Ủa con này cọc ta hơi to này, nhưng mà dựng rồi này. Cơ cọc thỏ. Tay lên được rồi này. Tay chắc là ném lên. Đây được cái cái.
xem nào. Được 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 tay này. Tay này lên này, tay này lên này. Mình 2 triệu này cho. Đây con cọc này. Cọc này cọc tin này. Con này là lông 2 lớp ấy. Phải xù luôn nhá, con này lông 2 lớp ấy. Nó đang thay lông ấy. Con này khoảng 17-18 cân này. Đầm tầm. Ơ. Lưỡi đen này, đen nhiều chưa? Để biết răng đủ không? À, răng này bị thiếu. Răng thiếu mẹ rồi sao ấy? Đấy. Nhìn qua nhìn có vẻ thiếu. Vài bao tiền đấy? Bán thì biết bán bao nhiêu thiếu ra. Bán rẻ tiếc, bán đắt thì lại ấy đúng không? Đái vào lồng mèo người ta kìa. Đây con cọc cái huyền đề đơn này. Đề đơn trên sau này, thịt này, tai không lên này. Chưa có thêm gì cả, chưa có gì mới cả. Đây con cọc, à con đỏ. Đỏ to to chưa? Đỏ thường ấy. Con đỏ này được cái. Được. Con này dạng như lai chó tây nhỉ? Nhìn cái mặt với tai nó giống chó tây. Con này bao tiền anh? Hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu à? Hơn 3 triệu. Chó thì chắc vẫn chuyển được bởi vì là có cái xe tải để chuyển mà. Phải chưa có thêm cái gì cả. Đây anh này, anh mua đồng con này, sách tay này. Đấy sách này, trên này mua toàn sách này. Mua bao tiền con này anh? 400 và sách này về tận đâu đấy? À. Sáng ấy. Sáng đẹp ấy. Nói chung những con chó phong thủy này với lại những con chó không đẹp là mình không khoái biết. Quay lên mọi người cũng thích. Mình chủ yếu là chuyên về xù và chuyên về cọc đây này. Có em cọc ngon chưa này. Đấy, em cọc này xinh tươi chưa. Đấy. Hai cái thằng kia cứ cười nhìn cái cười tít mắt. Anh trưởng ơi. Cọc đỏ. Cọc này. Cọc đỏ ok đấy. Đen thì 10 triệu. Con này thiếu răng 10 triệu rồi. Đấy nhá, chả có thằng đàn ông nào mà qua được hải mỹ nhân rồi. Bác nào cũng thích con chuột đỏ này. Con này á, con cọc một đen rồi. Hết con này cả nó hết chó.
Ơ nhờ phải nãy nhìn có một con sám nhá. Quay một con sám đây này, con sám giống chó lại chưa? Đây này. Con sám giống chó lại chưa? Đấy nhìn chưa? Giống hệt luôn nhá. Mặt mũi tai nó này. Nhưng mà em nghĩ là không phải đâu. Dắt nó đứng dậy nào chị. Giống nha đây này. Kể cả tư thế nó cũng giống này. Đấy. Đấy đấy. Giống không mọi người? Chị dắt nó đứng lên nào chị. Dắt nó đứng lên nè. Vài ba tiền. Đấy, dáng dấp cũng được. Cái con này có 1,2 triệu này. Nó giống thôi chứ không phải đâu nhá. Giống cho lại nhưng không phải đâu. Đấy, cái, kể cả cái đuôi cúp kia cũng thế kìa. Nhìn nhỉ. Đấy, giống hệt luôn. Này bán nào chị? Gần 7 cân rồi anh. Gần 7 cân rồi. 1,2 triệu. 1,2 triệu quá rẻ luôn. Sám. 1,2 triệu này bắt luôn đi mà. Chân người đề đơn đấy. Hết phiên chợ này hết chả có gì kìa. Đây con này 7 triệu này. Đấy, con đỏ 7 triệu. Dân đấy mọi người cứ bảo là chó trên mình đất. Cái một con chó này người ta không hiểu gì, người ta bảo 7 triệu nó có không đỏ, không cọc cũng không xù, nó chỉ là đỏ bình thường thôi. Mà người dân người ta đã đòi giá trị 7 triệu rồi. Mọi người nghĩ xem những con xù như thế, xù tí thì nó bán bao nhiêu tiền. Nhưng mà nói thật với bác nha, có khách nha, người ta vẫn lên đây, khách du lịch người ta lên đây người ta vẫn mua. Đây người không hiểu người ta lên đây người ta vẫn mua con đỏ đấy, giá trị 7 triệu. Đấy, nên tại sao giá trị của chó ở chợ này nó lại cao như vậy? Mà khi chú em bắt vào mà nó những con đẹp bắt vào giá trị thì cao thì mình phải bán cao lên. Đấy, còn những con giá trị nào mà thấp thì mình sẽ bán nó hợp lý thôi. Đấy như con chó đấy đấy, mọi người nhìn mọi người biết rồi. Nên mọi người nhiều người không hiểu nên là cứ vào rồi nói này nói kia, nhưng mà em thì rất là thoải mái thôi, nhưng mà nói quay chợ này mọi người mới hiểu, mới biết giá trị nó như nào. Nhưng mà thực ra con chó đấy không xứng đáng đến 7 triệu, nói thật, con đấy chỉ đến 3 triệu quay đầu là hợp lý. Nếu mà xù 7 triệu, 8 triệu, mình vẫn mua kẻ chục triệu, nó đẹp thì là mua thoải mái. Nhưng mà cái con đấy thì anh em không nên mua với giá trị như thế. Có khả năng là chợ chó cũng hết. Tôi mèo vàng. Mua con gì và bán con gì, nuôi con gì? Đâu nhà nãy thấy con cọc hai phết này. Đây này, cọc hai phết này. Cọc thỏ. Con này bao tiền đây? 500. Nhanh nhẹn phết này con này. Cọc. Ghê gớm phết này. Cọc thỏ này nhìn lanh lợi này. 500 rẻ. Bốn mèo. Hôm nay có hai con sám à? Đây một con sám nữa này. Con sám bao tiền? Con sám à? Ừ. 1,5 triệu. À, hai con à? Con kia 1,2 triệu, con này 1,5 triệu. Hai con khác nhau. Đây con tứ túc mai hoa này. Đây này, đây con tứ túc mai hoa này. Nhưng mà chó ta thôi. Mặt đang bị ghẻ này. Không ghẻ, nhưng mà nó khó. 4 chân trắng, tứ túc mai hoa. Con này của anh bao tiền đây? 2 triệu. Bằng bao nhiêu? Đây con sám này, con sụt sám này.
sụt sáng đẹp như con gấu luôn. Con này bao tiền đấy? À, em đây. 4 triệu ạ. 4 triệu. 9:20 rồi. 4 triệu. Rút mẹ tiền mình rồi. Sám này đẹp này. Cho em gửi chị 1 triệu trước nhá. Em gọi. Sám này bao tiền đấy? Con chó này anh nhiệm mua rồi. 1.6 triệu đấy. Bao tiền đấy? 3 triệu 6 nhá. Hả? 3.6 triệu. Nhìn được hết nhỉ? Mất tiền rồi. Bắn tài khoản. Rút tiền à? Có tài khoản để bắn đâu. Tài khoản nhiệm đầy tiền. Thế thì bắn luôn, lấy lại. Lấy lại 1.6 triệu, bắn đủ 3.6 triệu. Đây chuyển vào tài khoản đấy. Chuyển 2 triệu. Con đấy cũng ok quá. Nhưng mà con đấy mà tuyển màu xám thì ok. Đâu chưa đậu phim này hết rồi. Này vừa anh bắt lại con xám vừa nãy ở ngoài kia 4 triệu ấy. Anh này anh bắt 5 triệu, anh bắt lại con này 5 triệu. Hay cái này ở chỗ này à? Đây con xám này. Đây này. Thế nào có người mua thì bán. Đúng rồi, có người ý anh ấy là mua về vẫn có người mua thì anh vẫn bán. Tay 5 cụ. Quay mặt nó về đây anh Mi ơi. Sám đá. Tiếc là cái bốn cái chân như là con này mà sám tiền màu chắc phải 10 mấy triệu. Đây được. Nó phải giúp đuôi lên. Đấy, đây, anh vừa mua lại chợ này. Đây bạn kia bạn mua 4 triệu, 4 triệu hay 3 triệu mấy ấy. Thì anh này anh mua lại 5 triệu này. Đây vẫn đang chợ đây. Anh bảo là bây giờ có khách mua anh vẫn bán. Nãy sang tay. Rồi, bây giờ cũng làm 9:30 10 giờ rồi. Em hẳn là em chào mọi người không? Cảm ơn mọi người nhá. Mà rất hẹn mọi người trong cái video tiếp theo của em. Bạn nào bác nào cô chú anh chị em nào mà chưa đăng ký thì cho em xin nút đăng ký. Thì là có điện thoại. Ơi em chào mọi người nhé, hẹn mọi người nhé. Thoại mọi người video sau em chào mọi người.